Cơn mưa tầm tã ngày cuối tuần không ngăn được bước chân của những bạn đọc hảo tâm đến tòa soạn báo tuổi trẻ để góp chút hơi ấm cho bà con phía Bắc đang chịu cảnh bão lũ tàn phá. Hai anh em Trương Bảo Khang học lớp 8 và Trương Minh Khôi học lớp 4 ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cùng ba mẹ đến tòa soạn báo tuổi trẻ mang theo ống heo đất hình nhân vật hoạt hình Minion. Minh Khôi chia sẻ rằng đây là số tiền hai anh em để dành hai năm qua từ tiền lì xì, tiền ba mẹ cho khi làm việc nhà Khôi nói mấy hôm nay em xem thông tin bảo lũ, nước cuốn, cảnh người dân khóc nên hai anh em quyết định cùng khui giống heo và ngồi đếm tổng cộng được trên 11 triệu, cụ thể là 11 triệu 416.500 đồng. Ba mẹ của Khang và Khôi cho biết gia đình có một bản ghi tên những công việc nhà và tiền công kèm theo từ 5.000 đến 10.000 đồng một đầu việc. Đó là những việc như rửa chén, xếp quần áo, lau bàn ghế. Khang lớn hơn nên sẽ làm những việc kỳ công hơn như rửa chén. Chúc tấm lòng của hai anh em còn đến từ tiền lì xì sau hai cái Tết vừa rồi. Ba mẹ cho biết, mỗi năm tiền lì xì của Khang và Khôi sẽ trích ra 80% đóng học phí, phần còn lại hai anh em nuôi ống heo. Mẹ của hai anh em chia sẻ, ban đầu Khôi và Khang dự tính nuôi con heo đất Minion để mua ghế massage cho mẹ vì thấy mẹ làm việc vất vả. Sau đó tôi nói không cần ghế nữa thì hai bé chuyển sang để dành đi du lịch trước khi đưa hai bé đến báo tuổi trẻ tôi có nói nếu ủng hộ các bạn vùng bão lũ thì phải hoãn chuyến đi du lịch hai bé vui vẻ đồng ý